Thì đi làm thuê làm mướn để mỏ cố đốc lại khái đó, mà theo của bà thì trở lại đó, khi đẻ ra bà Tuyên, bà có điện này này, vâng, bà Tuyên, bà Tuyên đấy, dạ. Ngày thứ hai đã phải đi mỏ cố rồi, dạ. Ngày thứ hai đã mỏ cố chứ mấy lần khổ như thế. Thế nhưng mà được cái là cụ khỏe, cụ đi đi gánh rượu một thời gian này, cụ không gánh nữa mà cụ lại đi bán rượu. từ đi gánh rượu để đi bán rượu, kiểu như thằng đại đó, nó đi cứ bạn, nhưng rồi nó lại trở lên là à đấy, thế cụ giờ cụ trước mua gánh rượu chán rồi, sau cụ có kinh nghiệm rồi, có sức khỏe rồi, có tí vốn cụ bán rượu mà thời gian khấm khá rồi thì cụ mới để cho cụ bà đi buôn xén. Và chính là thế mà mới quen mấy cụ mở già đấy, vâng. Cụ bà mở già đấy, vâng. Là hai cụ thế rồi xe duyên rồi mới lên rồi mới đẻ cái thằng này đây rồi xén nhau đấy, vâng. Và chính như thế là ông mở đấy cái bà bạn nào chia đấy, vâng. Để, thế là ông cụ thì đi bán rượu, bà cụ thì đi mua đồ xén, vâng. Thế là dần dần có tiền, vâng. Thế có tiền đi đâu thường hướng đấy, đấy cứ thế tàu tàu đến năm cụ 42 tuổi. À. Thì tổng được 12 mẫu. À, 12 mẫu. 12 mẫu. À. Thế là cái chỗ trước là cụ ở xóm dưới. Ở cái chỗ nhà mẫu giáo là xỉa ra đấy. À. Chỗ nó thấp. Thế cụ mới đổi cho nhà sách lên cái chỗ ở bên trên. À. Đổi nhà sách xuống đấy. Lên đấy. Cái năm đột phi liệt đấy. Năm 1956 đột tên. Cụ lấy cái mức đột đấy. Đi vượt đất. Vượt đất thì là vừa là cảm lạnh, vừa là thời gian thuốc không có là cũng bị chết cái là mấy? Năm 42 tuổi.
Thế lúc bấy giờ thì là chức vụ của cụ bấy giờ mới lên làm cái chức thủ quỹ cho làng. Gọi là ông quỹ. Đức giờ về sau gọi là hương dụng. Ông cái sau còn lên hương dụng. Quỹ sủng. Quỹ sủng rồi. Nhưng mà còn cái giai đoạn nào thì lên hương dụng nữa cơ mà. Hả? Giai đoạn nào ấy thì quỹ sủng rồi. Nhưng mà giai đoạn nào ấy thì lên ấy là hương dụng cơ mà. Không có hương dụng. Ủa đấy, con biết cái thời gian. Trước cái thời gian của quỹ. Cái đoạn này ông phải tìm hiểu lại xem là. Có đứa đảng nghe đâu mà nói thôi nó khác. Đấy, bây giờ nói riêng anh một tí rồi, thôi. Bây giờ ông nói đến thôi thôi là quỹ để bác sĩ đây, thôi quý cách rồi. Thì tôi chỉ nói giải thích. Trước khi làm đồ quỹ là cô làm xã đoàn chứ không hướng dũng. Xã đoàn. Xã đoàn là gì? Trong làng bây giờ là làng. Không có thôn, không có xã, là làng chìa đó. Cũng như là chủ tịch xã bây giờ ấy. Đấy, thế trong làng thì nó có gì? Nó có một cái đội Tuấn Ninh. Đội Tuấn Ninh. Đấy. Thế rồi nó có Trương Tuần. Xã đoàn. Thế mà nếu mà trong bộ đội thế đấy là ví dụ như là tiểu đội trưởng, nói chung là khoai đấy. Vâng. Trông coi cái thế gọi là cụ đoàn sủng. Vâng, đoàn sủng bây giờ. Đấy. Thế rồi sau một thời gian nữa cụ lại giàu lên. Giàu lên nữa, bây giờ của hắn còn tương đối nghèo. Cụ giàu lên nữa thì cụ lên đảng thủ quỹ. Và những ông chúng lên ở khoảng Trung Đông trên, Trung Đông, Phố Đông là làm thủ quỹ hết cả. Bây giờ nó là như thế. Điện chỉ trang. Thôi, thế thôi. Nhưng mà con còn nghe thấy hương dũng đó mà. Hả? Con còn nghe thấy là ông ngoại của con ấy là còn lên hương dũng cơ mà. Hương dũng thời xưa thì cũng hương dũng. Cái đấy. Con nghe thấy được làm trẻ nói thì vui thôi mà ông ạ. Tại vì con nhớ đến mẹ con, cha ông. Nhưng mà trong câu chuyện đấy chính mỗi một cái thành viên có được một cái kỷ niệm hoặc là cảm giác hoặc là thế này. Ý kiến của bố tự nhiên. Tại vì đấy là cái tình cảm của những con người. Thank you.